ở phía trước kìa. Thiếu chủ đang bị thương rất nặng. Mau, mau, đưa cậu ấy về nhà, chữa trị cho cậu ấy ngay lập tức đi. Cuối cùng, các người cũng đã tới. Mau, mau, cứu giúp cho các chiến sĩ Smith Command kia trước đi. Ta có thể chịu được. Thiếu chủ, thiếu chủ, nhanh lên, nhanh lên. Mau đưa thiếu chủ quay về đất. Những người khác cứ để tôi lo liệu. Được rồi, mau tiếp tục kích điện đi. Vâng, tôi biết rồi, thưa bác sĩ cameraman. Lần này là lần thứ ba rồi. Nhưng thiếu chủ vẫn không có động tĩnh gì. Không lẽ cậu ấy đã... Đừng có nói xui xẻo. Có lẽ thiếu chủ của các cậu đã bị trúng một thứ độc của lũ quái vật bồ câu. Chết tiệt. Vậy thì chỉ còn cách cuối cùng, dùng tỷ của chúa tể bọn chúng giải độc cho cậu ấy. Gì chứ? Vậy thiếu chủ có gặp nguy hiểm hay không? Trên lý thuyết là không. Thứ độc này do lũ quái vật bồ câu chế tạo ra. Chắc chắn trong người của bọn chúng sẽ có huyết thanh chống lại thứ độc này. Được rồi, tôi sẽ bơm 5% tỷ của chúa tể quái vật bồ câu vào người của cậu ấy. Hy vọng cậu ấy sẽ hồi phục. Thưa chú ta, thưa chú ta sẽ biết cơ mà. Thiếu chủ, thiếu chủ. Con của ta như thế nào rồi? Cậu ấy bị thương và trúng độc rất nặng, không thể nào qua khỏi được. Nhưng mà bác sĩ cameraman do chú ta mời về đây đã dùng một cách đặc biệt bơm tỷ của Titan Eritus vào người của cậu ấy, cũng đã giúp cho cậu ấy hồi phục lại. Tốt lắm. Bác sĩ cameraman đúng không hổ danh là một bác sĩ giỏi nhất hành tinh của chúng ta. Được rồi, khi nào con của ta hồi phục, hãy bảo nó đến đây gặp ta. Vâng, thưa chú tể, tôi biết rồi. Ngài hãy nghỉ ngơi đi, tôi quay về làm công việc của mình đi. Chết đi, chết đi. Lũ bò cạp máy móc này, tao sẽ nghiền nát chúng mày thành tương. Nhìn thấy chúng mày, tao ngứa hết tay chân rồi đấy nè. Hãy xem sức mạnh mới của tao đây. Thiếu chủ, ngài đã luyện tập suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Chưa đâu, tao vẫn còn sung sức và rất nhiều năng lượng. Tao muốn giải tỏa hết năng lượng trong người của mình. Chết đi, lũ bò cạp máy đáng ghét. Thiếu chủ, tất cả thiết bị máy móc dùng để luyện tập, cậu đã phá hủy hết bọn chúng rồi. Đến lúc dừng lại thôi. Này, bác sĩ cameraman, ta muốn nhờ ông một điều. Ông hãy làm giúp ta. Hãy tiếp tục bơm cái thứ tỷ của Titan Eritus vào trong người của ta. Sau khi ông bơm thứ đó, ta cảm thấy thật là chán chê. Bây giờ, ta muốn nữa, ta muốn mạnh hơn nữa. Không được đâu thiếu chủ. Mặc dù tôi chỉ bơm 5% để hồi phục vết thương cho cậu, nhưng nó lại có tác dụng phụ khiến cho cậu trở nên vô cùng hiếu chiến. Ông đừng quá lo xa, ta tự biết kiềm chế bản thân của mình mà. Mau làm đi, ông không được cãi lời ta. Tôi xin lỗi thiếu chủ, nhưng chuyện này tôi phải báo cáo lên cha của cậu trước đã. Nếu ông ấy cho phép, thì tôi... Cảm ơn, ta ra lệnh cho ngươi tìm cho ta ngay lập tức bây giờ. Nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi, không cho ngươi quay về thế giới cameraman của mình nữa. Thôi được rồi, nhưng tôi chỉ mang theo mình 35% tỷ của Titan Eritus thôi. Tôi sẽ tìm số này vào người của cậu, sau đó tôi sẽ xin phép chúa tể Smith Command. Nếu ông ấy cho phép, tôi sẽ tìm số còn lại vào người cho cậu tiếp theo. Thuộc hạ đâu? Con của ta, nó đã hồi phục chưa? Sao giờ này chưa thấy nó tới diện kiến với ta vậy? Ông già, đừng có lo lắng cho tôi nữa. Tôi bình phục và tới thăm ông đây. Chết tiệt! Một tên quái vật bồ câu to gan dám vào lãnh địa giường bệnh của chú tể Titan Smith Command. Mọi người muốn chết à? Hả? Các người không nhận ra ta? Ta quên mất, ta đã thay đổi rồi. Các cận vệ Smith Command, mau tiến lên tiêu diệt cái bồ câu này. Thật là lợi hại, thật là mạnh quá đi. Không, Người muốn gì? Hả? Lão già, tên lão mà cũng không nhận ra tôi hay sao? Tôi là con trai của lão đây. Gì chứ? Sao con lại biến đổi thành ra thế này? Không lẽ là do thứ tỷ Titan Eritus đâu? Không sai,
Tôi đã ép tên bác sĩ cameraman mà ông mời về đây tiêm cho tôi tiếp tục 35% nữa thì đã trở nên mạnh mẽ như thế này. Và bây giờ tôi tới đây là để xin ông cho tôi được tiếp tục tiêm 60% còn lại của tỷ Titan Eritus vào người của mình. Không được, không được. Ta không muốn đứa con duy nhất của ta biến thành quái vật bồn cầu đâu. Ông nói cái gì vậy? Ông có biết rằng thứ này đã cứu mạng tôi, còn giúp tôi trở nên mạnh mẽ phi thường không? Bây giờ một mình tôi có thể đánh bại hết tất cả các thế lực xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta đó. Thôi được rồi, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy điều tôi đang làm là đúng đắn. Không, không, con trai, con trai. Tụi bay đã sẵn sàng chưa? Nghe nói thế giới của loài Spiderman vừa trải qua một cuộc đại chiến với lũ quái vật bồn cầu. Bọn chúng đã tiêu tốn rất nhiều năng lực. Bây giờ là thời cơ để chúng ta xâm chiếm lãnh thổ của bọn chúng. Tiến lên nào. Hả? Thật là đúng lúc. Vùng biên giới này lại có một lũ quái vật đâu chó định xâm chiếm thế giới Spiderman bọn ta. Gì thế này? Sao lại xuất hiện một tên quái vật bồn cầu? Không lẽ lũ quái vật bồn cầu đã đầu quân cho lũ Spiderman rồi hay sao? Ta không phải là quái vật bồn cầu, mà ta là con của chúa tể Titan Spiderman. Ta nhờ tỷ của tên Titan Eritus đã biến đổi ra thế này. Và bây giờ ta sẽ sử dụng sức mạnh này để tiêu diệt những thế lực xâm lược như các ngươi. Chết tiệt! Người dám cản đường bọn ta không quan tâm ngươi là ai cả. Tiến lên! Chết tiệt! Hắn giết chết chúa tể chúng ta rồi. Mau tiến lên liều mạng với hắn. Thật tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Quá đã, quá sướng. Không ngờ sức mạnh mới này của ta thật là khủng khiếp quá đi. Hay lắm, hay lắm. Ta sẽ không những sử dụng nó để bảo vệ lãnh thổ của loài đầu lo, mà còn dùng nó để xâm chiếm nơi khác. Thiếu chủ ơi, thiếu chủ ơi, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Có chuyện lớn, có chuyện lớn xảy ra với chú tể Titan Spiderman rồi. Hả? Có chuyện gì đã xảy ra với cha của ta? Chú tể là tái phát bệnh nặng. Ông ấy đã không qua khỏi tắt thở rồi. Nhưng mà trước khi chết, ông ấy đã chăn trối Để lại chức chúa tể mới cho cậu đó. Không, cha của ta. Tại sao ông ấy chết khi ta chưa chứng minh được sức mạnh mới của mình chứ? À đúng rồi, trước khi chết chúa tể bảo tôi nói với cậu rằng 60% tỷ của Titan Eritus vẫn còn nằm trong cơ thể của nó và được giấu trong một miệng núi lửa tại căn cứ của chúng ta. Cái gì? Lão già ấy. Ê, được rồi, ta phải cần giải quyết một số chuyện gấp. Đây rồi. Lão ấy không lừa mình. Trời ơi, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy những gì tôi làm sẽ là đúng đắn. Tuyệt vời. Đến lúc rồi, thời kỳ loài Spiderman dưới trướng của ta sẽ không còn bị ức hiếp nữa, mà sẽ mở rộng lãnh thổ xâm chiếm loài khác. Nào các con, mặt trời lặn rồi, chúng ta trồi lên mặt đất chuẩn bị săn mồi thôi. Vùng đất này thật là rộng lớn. Ta sẽ biến nơi đây thành lãnh thổ thứ hai của loài Spiderman. Tình chết tiệt đây, ngươi là ai? To gan dám tới thế giới của sâu rồng bọn ta để chiếm lấy lãnh thổ của bọn ta. Lũ sâu bọ côn trùng các ngươi, ta cho một cơ hội, mau cút đi, đừng để ta ra tay. Ngươi dám? Chết tiệt! Anh em tiến lên xé xác hắn, giết chết nghiền nát tên này. Cái lũ sâu bọ này, ta cho các ngươi cơ hội sống sót mà các ngươi không biết quý trọng, còn dám đối đầu với ta nữa. Gì thế kia, các ngươi đang gãi ngứa ta đó à? Được rồi, ta sẽ không để mất thời gian nhiều với các ngươi nữa. Ta sẽ tiêu diệt sạch sẽ các ngươi, rồi xây dựng một đế chế mới Spiderman dưới thế lực của ta ở đây. Mẹ kiếp, bọn ta thà chết liều mạng bảo vệ quê hương đất nước của mình. Yếu nhất, lũ run sáng này, đến lúc rồi, xuống địa ngục hết đi. Trời,
Ông thấy chưa? Tôi làm được rồi. Loại sẽ biết comment dưới chướng của tôi. Từ nay sẽ không còn bị ức hiếp nữa.